Zelensky mất ăn mất ngủ, sợ Nga lật ngược tình thế chiến tranh. Cuộc chiến giành từng tấc đất tại chảo lửa miền đông Ukraine. Nga đưa tên lửa chọc thủng mọi lá chắn đi xuyên đại dương. Kiev lên kế hoạch phản công lớn vào mùa xuân. Mỹ lạnh nhạt tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công của Ukraine vào Makivka. Quốc gia phương Tây đầu tiên chuyển xe tăng cho Kiev. Thiếu trang bị, Ukraine dùng ô tô cũ làm phương tiện chiến đấu. Diễn biến khác, sư đoàn tinh nhuệ Mỹ đào hào huấn luyện sát biên giới Ukraine. UAV Triều Tiên xâm nhập vùng cấm bay quanh phủ tổng thống Hàn Quốc. Bộ phận tên lửa của Đài Loan xuất hiện ở Trung Quốc. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế tối ngày 5 tháng 1 của TPGS nâng tầm kiến thức. Thưa quý vị, vụ việc tên lửa Ukraine tấn công thành phố Makivka ở Donetsk khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người dân và giới chức Moscow. Sau những nghi ngờ về việc Mỹ có liên quan đến vụ tấn công này, Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận. Thông tin chi tiết về sự việc sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong phần sau cùng những cập nhật về tình hình liên quan trên thế giới. Tôi là biên tập viên Hồng Hạnh, rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong bản tin tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra trong tình thế giằng co quyết liệt giữa hai bên. Trước thực tế đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga đang lên kế hoạch huy động thêm quân cho một cuộc tấn công lớn mới nhằm lật ngược tình thế của quân đội nước này ở Ukraine. Reuters đưa tin, ông Zelensky cho rằng Nga đang lên kế hoạch huy động thêm tân binh ngay cả khi Moscow đang phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt trong nội bộ liên quan đến vụ tập kích tên lửa gần đây của Ukraine khiến hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng ở Makivka, thuộc vùng Donetsk mà Moscow đang kiểm soát. Kiev đã bày tỏ lo ngại trong nhiều tuần rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch ra lệnh cho một đợt tuyển quân hàng loạt khác, đồng thời sẽ đóng cửa biên giới để ngăn việc trốn quân dịch. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nhận định Ukraine không nghi ngờ gì về việc giới lãnh đạo Nga sẽ ném tất cả những gì họ còn lại và tất cả những người họ có thể tập hợp được để cố gắng lật ngược tình thế của cuộc chiến và ít nhất là trì hoãn thất bại của họ. Theo đó, Kiev phải phá vỡ kịch bản này của Nga. Ukraine đang chuẩn bị cho điều này. Bất kỳ nỗ lực nào để tiến hành một cuộc tấn công mới của Nga đều phải thất bại. Moscow chưa bình luận về nhận định của ông Zelensky. Nhưng hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước này chưa cần phải huy động thêm binh sĩ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra tại chảo lửa Bakhmut ở miền đông Ukraine. Trang Defense Express dẫn nguồn tin từ lực lượng biên phòng Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng này đang tham gia vào những trận pháo kích dày đặc để giành từng tấc đất. Hơn 60% thành phố đã bị phá hủy. Theo đó, từ nhiều tháng nay, với ưu thế hỏa lực áp đảo, quân đội Nga đã liên tục tiến hành công phá các cứ điểm của Ukraine tại Bakhmut. Các đợt tấn công của Moscow thường bắt đầu bởi một loạt pháo kích cấp tập. Sau đó, các binh sĩ Nga sẽ tiến lên với sự yểm trợ của súng cối. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng Ukraine khẳng định các đợt tấn công này đã không mang lại hiệu quả như mong đợi và cả hai phe hiện vẫn đang giành giật từng tấc đất tại những khu vực giao tranh ở Bakhmut. Văn phòng báo chí của lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, lực lượng lính mũ nồi xanh cùng các binh sĩ quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt phản công và giành lại một số vị trí từ tay quân đội Nga. Họ đã buộc đối phương phải rút ra những vùng ven sau các đợt phản công này. Theo đó, quân đội Ukraine tiến thêm 300 mét vào khu vực từng thuộc kiểm soát của các lực lượng thân Nga. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng tham gia tích cực vào nỗ lực phản công của Ukraine tại Bakhmut. Trước đó, các quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã khẳng định một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Ukraine đã được điều động tới các khu vực xung quanh thành phố Bakhmut từ cuối tháng 12. Trong khi đó, ông Kirilenko, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm đã thông báo hơn 60% thành phố Bakhmut bị phá hủy trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tiến công. Hai thường dân đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào ngày 4 tháng 1. Nga hiện chưa bình luận về những thông tin của quan chức Ukraine. Song song với những diễn biến trên chiến trường, ngày 4 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều tàu khu trục trang bị tên lửa siêu thanh Zikron hiện đại nhất thực hiện chuyến đi xuyên đại dương. Động thái này nhằm mục đích phô trương sức mạnh hải quân Moscow trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây và cuộc xung đột ở Ukraine. Được đưa vào biên chế của Hải quân Nga từ năm 2018 sau nhiều thử nghiệm, tàu đô đốc Gorshkov là tàu khu trục đầu tiên được chế tạo để thay thế đội tàu khu trục thời Liên Xô với mục tiêu trở thành lực lượng tấn công chủ chốt của Hải quân Nga.
Con tàu này là phương tiện chính để thử nghiệm tên lửa siêu thanh Recon. Recon được thiết kế để vũ trang cho các tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm, có thể tấn công cả tàu và mục tiêu trên bộ. Đây là một trong nhiều loại tên lửa siêu thanh mà Nga đang sử dụng. Phát biểu trong buổi lễ ngày 4 tháng 1, Tổng thống Putin đã khen ngợi Recon là vũ khí độc nhất vì không có vũ khí tương xứng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Theo Tổng thống, Recon là loại vũ khí có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào hiện nay nhờ khả năng bay với tốc độ nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh và tầm bắn hơn 1.000 km. Vài tháng sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Putin đã đặt Mỹ và các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào trạng thái báo động khi cảnh báo rằng các tàu chiến mang Recon giúp Nga có năng lực tấn công các trung tâm hoạch định chính sách của đối thủ chỉ trong vòng vài phút nếu được phóng từ vùng biển trung lập. Trong bối cảnh đó, quan chức tình báo Ukraine cho biết nước này đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn vào mùa xuân, bất chấp những thiệt hại và thiếu thốn về cả con người lẫn vũ khí. Kirilo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News rằng Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn vào mùa xuân. Ông cảnh báo giao tranh sẽ trở nên nóng nhất vào tháng 3 năm nay. Đó là khi giải phóng các vùng lãnh thổ và đối mặt với thất bại cuối cùng của Nga. Điều này sẽ xảy ra trên khắp Ukraine, từ Crimea đến Donbass. Chính quyền Ukraine nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào, bao gồm cả bán đảo Crimea và các khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk và Lugansk, hay còn gọi là vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Đây cũng là khu vực tuyên bố sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Ông Budanov nói thêm, mục tiêu của Ukraine và họ sẽ đạt được mục tiêu này là quay trở lại đường biên giới năm 1991 khi Ukraine được tất cả các chủ thể của luật pháp quốc tế công nhận. Sau những chỉ trích và nghi ngờ từ phía Nga về việc Mỹ có liên quan đến vụ tấn công của Ukraine vào Makhivka, Nhà Trắng đã đưa ra phản hồi. Ngày 4 tháng 1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ không hề liên quan tới việc này. Ông cho biết thêm 89 lính Nga là mục tiêu hợp pháp cho các hành động quân sự của Ukraine. Theo hãng tin AFP, cuộc tấn công vào lúc 0 giờ 1 phút ngày 1 tháng 1 đã đánh trúng một tòa nhà ở thị trấn Makhivka, miền đông Ukraine mà lính Nga đang dùng làm doanh trại. Nga đã thừa nhận có 89 người thiệt mạng, còn quân đội Ukraine ước tính có gần 400 binh sĩ Nga thiệt mạng. Sau những chỉ trích ở Nga về việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, kể cả trong đợt tấn công Makhivka, ông Kirby cho biết Nga phải chịu trách nhiệm. Ông nói, chính quyền Mỹ hoàn toàn không lo lắng sau vụ pháo kích này. Đây là chiến sự, Ukraine bị tấn công và họ đang đáp trả để tự vệ. Binh sĩ Nga ở đó là mục tiêu hợp pháp cho các hành động quân sự của Ukraine. Chấm hết. Ông Kirby không đưa ra con số ước tính của Mỹ về thương vong trong cuộc tấn công nói trên. Ông cũng từ chối bình luận về vai trò của hệ thống HIMARS trong vụ tấn công. Một thông tin tích cực đến với Ukraine. Một quốc gia khác tại phương Tây là Pháp vừa công bố sẽ cung cấp một số xe tăng hạng nhẹ AMX-10RG cho Ukraine. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên xe tăng phương Tây được chuyển sang nước này. Sau cuộc điện đàm giữa ông chủ điện Elysi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 4 tháng 1, cố vấn giấu tên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Tổng thống muốn tăng cường viện trợ Ukraine bằng cách phê duyệt kế hoạch cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC. Đây là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chưa rõ số lượng và thời điểm mà Pháp bàn giao xe này cho Ukraine, nhưng hai nước đã thống nhất các điều khoản về huấn luyện binh sĩ và bảo dưỡng khí tài. Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn ông Macron vì quyết định cung cấp xe tăng hạng nhẹ. Điều này sẽ giúp cho Ukraine đến gần chiến thắng hơn. Việc Pháp gửi xe tăng hạng nhẹ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách viện trợ của nước này với Ukraine. Cung cấp tiêm kích, tên lửa tầm xa và xe tăng thường cho Kiev được cho là động thái leo thang tiềm tàng có thể dẫn tới xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Moscow. Ngoài việc kêu gọi viện trợ phương tiện chiến đấu, chính quyền ông Zelensky cũng đang khắc phục ô tô cũ để mang ra sử dụng trên chiến trường. Tại thủ đô Kiev, một gara đang đảm nhiệm nhiệm vụ hồi sinh những chiếc xe ô tô cũ nát thành phương tiện chiến đấu cho nỗ lực thu hẹp khoảng cách chống nguồn cung vũ khí cho Ukraine khi cuộc xung đột với Nga đã kéo dài 11 tháng. Theo hãng tin AFP, trước đây gara ô tô này chuyên sửa chữa những chiếc xe hỏng hóc do va chạm. Nhưng đến tháng 2, khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, một số tình nguyện viên đã liên hệ với nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ mới, đó là sửa chữa và điều chỉnh những chiếc ô tô cũ thành xe phục vụ chiến đấu và gửi phương tiện này ra mặt trận. Giờ đây, các nhân viên kỹ thuật của gara đang dồn mọi công sức và dành hầu hết thời gian để sửa chữa những chiếc xe bán tải và xe buýt do quân đội Ukraine yêu cầu.
Những phương tiện này được ủng hộ hoặc mua bằng quỹ của các tình nguyện viên. Họ thường nhập khẩu xe từ các nước láng giềng, bao gồm Ba Lan, Latvia và Estonia. Những phương tiện này sau đó sẽ thực hiện các nhiệm vụ bao gồm vận chuyển vũ khí và máy bay không người lái, loại dùng cho hoạt động giám sát. Anh Anton Senenko, một trong những tình nguyện viên điều phối hoạt động của Gara, đã chia sẻ. Ukraine không phải là một quốc gia giàu có, nước này không thể cung cấp cho tất cả các binh sĩ xe tăng bọc thép. Vì vậy, xe bán tải là lựa chọn phù hợp. Anh cho biết công việc sửa chữa này có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với những binh sĩ đang hoạt động trên chiến trường miền đông Ukraine, nơi giao tranh đang diễn ra khốc liệt. Cho đến nay, gần 50 phương tiện đã được đưa đến mặt trận phía đông, gồm xe bán tải, xe jeep và một vài chiếc xe buýt. Quý vị thân mến, chuyển sang những tin tức khác. New York Times ngày 3 tháng 1 đưa tin, sư đoàn dù 101 của quân đội Mỹ đang huấn luyện ở đông nam Romania, gần nơi Moscow cất giữ vũ khí trên bán đảo Crimea. Các binh sĩ của sư đoàn dù 101 cũng được triển khai ở phía bắc Romania, nơi chỉ cách biên giới Ukraine vài km để huấn luyện cùng với quân đội Romania. Ngoài ra, binh lính Mỹ cũng đang xây dựng nhiều chiến hào, tiến hành các cuộc tấn công trực thăng và nã pháo gần Kherson. Theo New York Times, đây là lần đầu tiên sư đoàn dù 101 đóng quân ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Các binh sĩ thuộc sư đoàn dù 101 hiện có mặt sát chiến trường xung đột ở Ukraine hơn bất kỳ đơn vị quân đội Mỹ nào khác. Hồi tháng 10 năm ngoái, CBS dẫn thông tin từ các chỉ huy quân sự cho biết khoảng 4.700 binh sĩ thuộc sư đoàn dù 101 của quân đội Mỹ đã triển khai đến châu Âu. Tại Romania, các binh sĩ của sư đoàn này sẽ tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không. Đại tá Edwin Mathedes, chỉ huy lữ đoàn 2 sư đoàn dù 101 xác nhận đơn vị này là lực lượng Mỹ hiện diện gần nhất với chiến trường Ukraine. Biên giới Romania cách Ukraine chỉ khoảng 5 km. Ông cho biết lực lượng của Mỹ đang theo dõi sát tình hình ở Ukraine và diễn tập mô phỏng chính xác những gì xảy ra trong chiến sự. Còn tại Hàn Quốc, quân đội nước này ngày hôm nay thông báo một máy bay không người lái nghi của Triều Tiên đã di chuyển vào khu vực phía bắc của vùng cấm bay. UAV này bay xung quanh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, xâm nhập không phận trái phép vào hôm 26 tháng 12 năm 2022. Theo Yonhap, vùng cấm bay quanh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc có bán kính 3,7 km. Đây là một trong năm UAV đã bay qua biên giới Hàn Quốc vào cuối tháng trước, nhưng quân đội nước này không thể bắn rơi bất cứ thiết bị nào dù đã điều động tiêm kích và trực thăng tấn công để đánh chặn. Cả năm chiếc UAV đã bay nhiều giờ trong không phận Hàn Quốc. Vụ việc đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phê bình phản ứng của quân đội Hàn Quốc. Hàn Quốc cáo buộc đây là UAV của Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về vụ việc. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS đã phủ nhận thông tin một chiếc UAV xâm nhập vào vùng cấm bay gần văn phòng Tổng thống, cho rằng điều đó là sai lầm và vô căn cứ. Nhưng cơ quan này hôm nay đã đảo ngược thông báo. Một phát ngôn viên của GCS nói họ đã điều tra kỹ hơn vụ việc và phát hiện thông tin trên là đúng. Trong ngày hôm qua, truyền thông Đài Loan đưa tin một bộ phận tên lửa của hòn đảo được cho là chứa dữ liệu nhạy cảm đã mang đến Trung Quốc đại lục để sửa chữa. Mặc dù đã tháo thẻ nhớ nhưng dư luận Đài Loan vẫn lo ngại thông tin bị rò rỉ. Truyền thông Đài Loan ngày 4 tháng 1 đưa tin, một thiết bị quang học dùng để đo đạc có vai trò quan trọng trong tên lửa chống hạm Hùng Phong 3 của Đài Loan đã được chuyển cho một nhà sản xuất ở châu Âu sửa chữa. Tuy nhiên sau đó, thiết bị được chuyển lại cho phía Đài Loan từ tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Điều này làm dấy lên lo ngại về các nguy cơ an ninh do một số ý kiến cho rằng bộ phận trên có thể chứa thông tin nhạy cảm như nơi bố trí tên lửa của Đài Loan. Phản hồi về những lo ngại này, Viện Khoa học và Công nghệ Đài Loan, Cơ quan Phát triển Tên lửa của Hòn đảo cho biết họ đã gửi thiết bị cho nhà cung cấp ở Thụy Sĩ. Sau đó, thiết bị được đưa đến trung tâm bảo dưỡng ở châu Á của nhà sản xuất này ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cơ quan này cho biết thêm, trước khi gửi đi bảo dưỡng, họ đã tháo các thẻ nhớ và kiểm tra an ninh thông tin về thiết bị khi nhận lại để chắc chắn không có bất cứ việc rò rỉ thông tin nào. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TVBS nâng tầm kiến thức tối ngày hôm nay, mùng 5 tháng 1. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.